Rồi, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong một tập mới của DeFi Use. Và trong cái tập DeFi Use tuần này thì mình rất là vui khi có thể giới thiệu với anh em một cái ví dụ làm sao để giúp anh em test nó hiệu quả và tối ưu hơn, đặc biệt là trên mạng lưới của Ethereum. Thì nhiều anh em cũng biết là phí gas của ETH thì nó không hề rẻ đúng không? Thì cái cách làm sao để mình test cho nó tối ưu là vô cùng quan trọng. Và chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ bắt đầu sau intro nhé. Rồi, ok, thì trước tiên mình sẽ nói về cái bố cục cũng như là lộ trình test của cái ví dụ hôm nay. Thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm là sản phẩm đích, tức là cái đích đến cuối cùng á, là Element Finance. Thì đây là một cái nền tảng lending nhưng mà với cái lãi suất là cố định, fixed rate ha. Rồi, thì trước cái ví dụ về Element Fi thì chúng ta sẽ có một cái cầu nối giúp chúng ta chuyển tiền qua lại giữa các chain, đó là fund move. Thì anh em có thể truy cập ở cái domain là movr.network nè. Thì để mà chắc ăn hơn thì anh em có thể search ở trên Twitter á, xong rồi check xem là cái tài khoản nó có legit không, rồi anh em bấm vào cái đường dẫn thì sẽ đến được cái domain này để nó đảm bảo cái độ an toàn cho chúng ta ha. Thì về cái bố cục này á, thì mình cũng có giới thiệu ở trong một cái số DeFi Use trước đó rồi, làm sao để mình tối ưu được cái dòng tiền. Mình đến cái sản phẩm cuối này nè, thì mình lock cái tài sản vô thì mình đỡ phải rút ra rút vào á, thì nó sẽ tối ưu hơn cho chúng ta rất nhiều, thay vì là cứ đép tài sản vô xong rồi khi cần nó lại phải rút tài sản ra để test những cái sản phẩm khác thì nó không tối ưu chút nào, đặc biệt là khi chúng ta đang test ở trên Ethereum, một cái mạng lưới mà phí gas nó rất là cao cho mỗi cái thao tác ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái sản phẩm đầu tiên, đó chính là Fund Move. Thì cái sản phẩm này hiện tại mình sẽ chọn là bridge to chain của Polygon sang Ethereum ha. Rồi thì lát nữa mình sẽ dùng Ethereum để test ở trên cái sản phẩm của Element Finance, cho nên là mình sẽ phải bridge từ Polygon sang, và mình sẽ bridge cái đồng USDC. Anh em lưu ý là họ yêu cầu là chúng ta sẽ phải bridge làm sao mà cái số lượng tối thiểu là phải trên 100 đô. Thì ở đây mình sẽ chọn là khoảng 104 đô gì đó. Rồi, mình bấm bridge nha. Ở đây họ sẽ ước lượng cho mình cái lộ trình bridge làm sao cho nó tối ưu nhất. Thì một cái hay nữa của Element Finance đó chính là một cái hay nữa của Move Network đó chính là anh em test một mà được được tới hai lần. Đó. Tức là khi mà test ở trên cái Move này này thì chúng ta sẽ được là được tính là mình test ở trên cái cầu của Hop luôn, Hop Exchange luôn. Thì test 1 mà được 2 là như vậy. Rồi thì bây giờ mình sẽ chọn cái tỷ giá tốt nhất cho mình, đó chính là thông qua cái cầu của hai phần ha. Thì đây mình sẽ có khoảng 74 USDC ở trên Ethereum và mình confirm này. Thì cái giao dịch này nó bắt đầu nó chuyển sang phía của Ethereum. Cái việc mà test thông qua Move Network thì nó giống như kiểu anh em test ở trên Dbank, mà có thể test được cả cái cầu nối, test được cả cái sàn giao dịch của Matcha luôn. Nó test một mà được hai là như vậy. Thì nó cũng khá là tối ưu. Rồi mình chờ cái giao dịch này nó được xác thực nha. Xong rồi thì lát nữa chúng ta sẽ qua cái đầu cầu bên kia, tức là đầu cầu Ethereum, mà chúng ta lấy cái USDC ra và chúng ta đi test sản phẩm ở bên Element Finance. Rồi, ok, thì cuối cùng tiền của mình nó cũng qua ha. Thì thú thật với anh em là nó cái cầu này nó khá là lâu. Mình bridge xong á thì mình để máy đó, mình đi làm một vài việc, mình back lại thì tiền nó mới qua. Thì ở đây chúng ta có thể check được là cái số dư ở bên Ethereum của mình nó đã là 77 USDC ha. Thì như vậy nó cho chúng ta biết là mình đã bridge thành công. Cá nhân mình nhận định thì
Đây là một sản phẩm nó đang trong cái giai đoạn testing beta, cho nên là nó không tránh khỏi một vài cái vấn đề liên quan đến UI UX, nó khá là khó xài, đặc biệt là trong cái việc là theo dõi giao dịch, cũng như là nó chưa có nhạy trong cái việc là thông báo cái tình trạng của giao dịch của chúng ta ha. Thì mình nghĩ là sẽ có thời gian để đội ngũ họ tiếp tục phát triển, vì mình nghĩ là một cái bridge aggregator như Move Network là rất cần thiết, đặc biệt là trong cái giai đoạn sắp tới khi mà mọi người sẽ có nhu cầu đi lại giữa các chain nhiều hơn. Rồi, như vậy là chúng ta đã đi qua cái sản phẩm đầu tiên, đó là Move Network. Và bây giờ khi mà có cái USDC ở trong mạng lưới của Ethereum rồi, thì chúng ta sẽ đi qua test cái sản phẩm của Element Fi ha. Rồi, thì đây là website của Element Fi. Rồi chúng ta về cái trang chủ FixRate nè. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái sản phẩm cho vay với cái lãi suất cố định ha. Thì ở đây chúng ta có những cái sản phẩm cho vay với lãi suất cố định. Thì anh em có thể chưa xuống và tìm cho mình những cái term, tức là những cái thời hạn nó phù hợp, và đặc biệt là phù hợp với cái đồng token mình đang giữ nữa. Thì ở đây mình sẽ chọn là USDC nè, nhưng mà mình sẽ chọn nó lâu lâu một xíu, tại vì khi mà mình thảy vào rồi thì mình để test mà, thì mình cũng không muốn rút nó ra làm gì hết, vì cái phí gas nó nhiều khi nó còn mắc hơn nữa. Rồi ở đây anh em có thể thấy nè, chúng ta có thể test một vài cái tính năng, một vài cái term, thì sẽ thấy là nếu như mà cái term nó càng xa á, thì cái lãi suất cố định nó càng ở đây chúng ta thấy là càng thấp. Rồi thì ok, chúng ta đẩy hết cái token của mình vào ha. Rồi thì mình không rõ, nhưng bây giờ họ sẽ cho mình một cái kiểu như là một cái zero bond vậy đó, tức là kiểu như là mình sẽ được mua cái bond đó với giá discount, và đến ngày đáo hạn thì mình sẽ bán được cái bond đó với cái giá có đính kèm lãi ở trong cái khoản vay đó vào rồi. Thì hiểu nôm na là như vậy. Thì anh em nào quan tâm thì có thể tìm đọc cái doc của Element Fi ha. Rồi ở đây thì họ sẽ yêu cầu chúng ta approve cái wallet của mình ha. Approve này. Rồi chúng ta confirm này. Đây, ví dụ ở đây anh em thấy là ví dụ như 77 USDC thì chúng ta sẽ mua được tới 78 cái đồng token đại diện này. Và sau này khi đáo hạn thì chúng ta có thể convert tỷ lệ 1:1 ra, tức là nó đã đính kèm cái lãi suất vào trong này cho anh em rồi. Thì anh em có thể search cái từ khóa là mình không nhớ chính xác, nhưng mà nó là hình như là zero coupon thì phải. Thì anh em có thể search cái từ khóa đó để kiểm tra ha. Rồi ok, thì chúng ta đã approve cái token xong rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái giai đoạn buy này. Buy này ý nghĩa là chúng ta đang buy cái zero coupon đó. Rồi ok, thì sau khi chúng ta đã mua cái bond này rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ vào check cái portfolio này ha. Thì ở đây là cái tab principal token này nè, là nó show cho mình thấy là mình đã mua bao nhiêu cái principal token. Thì ở đây là sẽ có là 78,34 nè, từ 77.7 USDC ha. Rồi thì bên này nó có một vài cái tính năng khác mà nếu như có điều kiện thì anh em có thể nên test, ví dụ như LB position nè. Đây ở đây nhá. LB position thì về cơ bản nó như kiểu là anh em cũng add thanh khoản bình thường thôi, và hai cái đồng thanh khoản đó là một cái đồng là cái bond mà hồi nãy mình vừa mua, và cái đồng còn lại là cái đồng mà tiền gốc nè, cái base currency này, là USDC á. Rồi một cái tính năng nữa là cái yield token này, thì cá nhân mình hiện tại thì vẫn chưa nghiên cứu sâu về cái mảng yield token này. Thì anh em nào quan tâm thì có thể tìm hiểu sâu và bộc bạch thêm cho mình, tìm hiểu thêm cái tính năng này. Yield token này nó cũng khá là hay, nó sẽ giúp mình không rõ, nhưng mà mình có đọc qua cái model của Bendo á, thì nó sẽ giúp anh em thanh thanh khoản được cái yield, tức là cái lợi nhuận từ việc farming của mình nó dễ dàng hơn. Thì nó cũng là một cái giải pháp khá là hay cho thị trường DeFi trong thời gian tới ha. Rồi,
Thì rất là cảm ơn anh em đã theo dõi cái tập DeFi Use tuần này và cùng mình tham gia trải nghiệm hai cái sản phẩm đó là Move Network và Element Finance. Thì nếu như mà video này hấp dẫn thì mong anh em để lại cho mình một nút like cũng như là một subscribe cho kênh YouTube của Con 68 ha. Và đừng quên để lại những comment, những thắc mắc của mình về cái tập DeFi Use tuần này. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều đã ủng hộ bọn mình trong suốt thời gian vừa qua. Tạm biệt anh em.